Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ 33 thường niên ngày 20 tháng 11 năm 2024. Chúa thứ tư sau Chúa Nhật thứ 33 thường niên ngày 20 tháng 11 năm 2024. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ tư chúng ta ngước nhìn lên Thánh Giuse, Xe. Khẩn nài ngày đói thương đến những người dân lao động nghèo khó, nhất là những gia đình đang tung bấn, nợ nần trồng chất, phá sản, thất nghiệp. Xin cho họ có điều kiện để trả nợ, có công an việc làm ổn định, bán được nhà cửa đất đai ruộng vườn để thanh toán nợ nần và chúng ta cũng đang sống trong tháng 11 tháng các linh hồn Xin chị em dâng những hy sinh những vất vả trong công an việc làm những đau khổ vì nợ nần vì đói khát vì thiếu thốn và tất cả những hiểu lầm những thiệt thòi mà anh chị em đang chịu để cầu nguyện cho những người đã qua đời đó là những lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất, những hy sinh, những bác ái chia sẻ của anh chị em. Để những người thân yêu của chúng ta sau khi đền bù được rửa sạch tất cả lỗi lầm của mình rồi, được về hưởng hạnh phúc trên thiên đàng, sẽ cầu nguyện lại cho chúng ta. Đó là tin điều các thánh cùng thông công. Mời anh chị và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ tư sau Chúa nhật thứ 33 thường niên bài đọc một năm chẵn trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 4, câu 1 đến câu 11. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan. Tôi được một thị kiến, kìa một cái cửa mở ra ở trên trời và tiếng mà trước đây tôi nghe nói với tôi như thể tiếng kèn bảo tôi rằng: "Lên đây ta sẽ chỉ cho ngươi thấy những điều phải xảy ra sau đó. lập tức tôi xuất thần kìa một cái ngai đặt ở trên trời và một đấng ngự trên ngai. đấng ngự đó trông giống như ngọc thạch và xích não. chung quanh ngai có cầu vồng trông giống như bích ngọc. chung quanh ngai có hai mươi bốn ngai khác và trên những ngai đó có hai mươi bốn vị kỳ lục. các vị đang ngồi mình mặc áo trắng đầu đội chiều thiên vàng từ ngai phát ra ánh chớp tiếng sấm tiếng sét bảy ngọn đuốc tức là bảy thần khí của thiên chúa cháy sáng trước ngai trước ngai có cái gì như biển trong vắt tựa pha lê ở giữa ngai và chung quanh ngai có bốn con vật đằng trước và đằng sau đầy những mắt con vật thích nhất giống như sư tử con vật thứ hai giống như bò tơ, con vật thứ ba có mặt như mặt người, con mặt vật thứ bốn giống như đại bàng đang bay. Bốn con vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh và bên trong đầy những mắt. Ngày đêm chúng không ngừng hô lên rằng, Thánh, Thánh, Chí Thánh, Đức Chúa Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng đã có, hiện có và đang đến. Mỗi khi những con vật ấy kính dâng vinh quang, danh dự và lời tạ ơn lên đấng ngự trên ngai, đấng hàng sống đến muôn thuở muôn đời, thì hai mươi bốn vị kỳ mục phủ phục xuống trước mặt đấng ngự trên ngai mà thờ lạnh người. Đấng hàng sống đến muôn thủa muôn đời, rồi đặt triều thiên của mình xuống trước ngai mà nói, Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài xứng đáng lãnh nhận, vinh quang, danh dự và uy quyền vì Ngài là đấng dựng nên muôn vật và do ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lập lại câu đáp. Thanh, thanh, chi thanh, Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng. Ca tụng Chúa đi trong đền thanh Chúa, ca tụng người chôn cao thầm uy linh ca tụng chua vì công trình hùng vĩ ca tụng người lẫm liệt uy phong ca tụng chua đi rập theo tiếng tù và ca tụng người họa tiếng cầm tiếng sắt ca tụng chua bằng vũ điệu trông đưa ca tụng người theo cung đàn nhịp sao ca tụng chua đi với chung trẻ vang rền ca tụng người cùng thanh la inh ỏi hỡi toàn thế trung sinh ca tụng Chúa đi nào. Hallelujah, Hallelujah. Chúa nói, Trinh Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian để anh em ra đi, sinh được hoa trai và hoa trai của anh em tồn tại. Hallelujah! mình anh mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 19 câu 11 đến câu 28. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, dân chúng đang nghe Đức Giêsu thì người kể thêm cho họ một dụ ngôn, vì người đang ở gần Jerusalem và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy người nói có một người quý tộc kia chảy đi phương xa lãnh nhận vương quyền rồi trở về. Ông gọi 10 người trong các tôi tớ của ông đến phát cho họ 10 nén bạc và nói với họ, hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến. Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng, chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi. Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bây giờ, ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu Người thứ nhất đến trình Thưa Ngài, nén bạc của Ngài đã được sinh lợi được 10 nén Ông bảo người ấy Khá lắm, hỡi đầy tứ tài giỏi Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ Thì hãy cầm quyền cai trị 10 thành Người thứ hai đến trình Thưa Ngài, nén bạc của Ngài đã làm lợi được 5 nén Ông cũng bảo người ấy Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành rồi người thứ ba đến trình Thưa Ngài nét bạc của Ngài đây tôi đã bọc hẳn giữ kỹ Tôi sợ Ngài vì Ngài là người khắc nghiệt Đòi cái không gửi gặt cái không gieo Ông nói Hỡi đầy tư tồi tệ Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt Đòi cái không gửi gặt cái không gieo Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng có vậy khi tôi đến tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ rồi ông bảo những người đứng đó lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén họ thưa ông thưa ngài anh ấy đã có mười nén rồi ông đáp lại tôi nói cho các anh hay phạm ai đã có thì sẽ được cho thêm còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi còn bọn thù địch của tôi kia những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi đức giêsu nói những lời ấy xong thì dẫn đầu các môn đệ tiến lên jerusalem đó là lời chúa <laughs> Thưa anh chị em và các bạn Trong bài đọc một năm chẵn Chúng ta đang nghe Đọc sách Khải Huyền Của Thánh Gioan Tông Đồ Nghe sách Khải Huyền Anh chị em thấy Có những cách diễn tả Và cách sử dụng ngôn từ Nghe giống như là Huyền thoại Nghe giống như là Câu chuyện thần tiên Miêu tả ngai vàng rồi con chiên rồi thần thánh rồi con vật nhiều mắt rồi nhiều ngai đủ mọi thứ những cách diễn tả ấy chỉ muốn nói về một điều đó là vinh quang của thiên chúa vì con người không biết diễn tả như thế nào những thực tại thần linh cho nên phải dùng ngôn ngữ của loài người mà ngôn ngữ của loài người thì nó có giới hạn để diễn tả một thực tại thần linh phải dùng cái ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ khải huyền. Những cái chuyện mà chúng ta phải dùng trí tưởng tượng tưởng tượng ra, rồi không dừng lại ở những hình ảnh đó, những hình ảnh đó phải diễn tả điều gì? tác giả muốn nói với chúng ta điều gì qua cuốn sách khải huyền này? Điều đó mới là điều quan trọng. Cũng giống như tôi vẫn đang kể cho anh chị em nghe hàng tháng những câu chuyện gọi là chuyện sư tích cũ trong lòng thương xót những câu chuyện sư tích cũ trong lòng thương xót đó là những chuyện uh, cổ tích uh, việt nam cũng như chuyện cổ tích nước ngoài nhưng có những câu chuyện thần thoại có những câu chuyện huyền thoại khi tôi kể những câu chuyện sư tích cũ thì tôi không dừng lại ở những câu chuyện mà rút ra phân tích những nhân vật trong câu chuyện ấy đã đón nhận hay là được ơn lòng thương xót Chúa như thế nào Và ngày hôm nay khi mình nghe lại những câu chuyện ấy Mình rút ra được bài học nào từ câu chuyện này Gọi là chuyện xưa tích cũ trong lòng thương xót Anh chị em có thể nghe câu chuyện Sự tích bánh giày bánh trưng Rồi trầu cao tâm cám Rồi thạch xanh lý thông Rồi thì công chúa ngủ trong rừng vân vân Mình nghe những câu chuyện ấy rồi Mình vẫn chưa Tôi nghe từ bé à có khi thuộc lòng Nhưng mà vẫn không hiểu là ý nghĩa của câu chuyện ấy như thế nào Có khi nghe cho nó vui Có khi nghe thì ghét nhân vật này rồi thích nhân vật kia Dừng lại ở đó Chưa có ai Và cho tới tận ngay bây giờ đây Chưa có ai mà giúp tôi rút ra được cái câu chuyện này Từ những câu chuyện sư tích cũ Bài học về lòng thương xót chúa có thể rút ra được một vài câu chuyện về cách đối nhân xử thế hay là về những bài học sống làm người như thế nào. Nhưng mà rút ra những bài học về lòng thương xót Chúa từ những câu chuyện cổ tích Việt Nam cũng như thế giới, chuyện Anderson, rồi những câu chuyện Grimm, rồi những câu chuyện huyền thoại, hay là những câu chuyện truyền thuyết, hay là những sự tích. Chưa ai giúp tôi rút ra được cái đó. Cầu nguyện khao khát xin Chúa soi sáng làm cách nào đó để mà rửa tội cho những câu chuyện này để rút ra được những bài học về lòng thương xót Chúa từ những câu chuyện cổ tích ấy anh chị em mở lên mạng có thể nghe họ kể những câu chuyện cổ tích tôi cũng kể nhưng mà kể lại một cách sinh động pha lẫn một chút hư cấu trong đó nữa thêm những bài hát để cho câu chuyện nó hấp dẫn hơn nhưng mà không dừng lại ở đó mà rút ra bài học lòng thương xót Chúa từ những câu chuyện này, thì thưa anh chị em, sách Hải huyền mà anh chị em nghe hay là những thị kiến mà chúng ta đã nghe ở trong các sách, các nguồn xứ các tiên tri Điều quan trọng, không phải là dừng lại ở những chi tiết miêu tả những sự kiện ấy, những nhân vật ấy, cho bằng là Chúa muốn nói với mình cái gì qua cuốn sách này và tác giả được ơn linh hứng của Chúa viết ra điều đó muốn truyền tải đến chúng ta sứ điệp nào ở đây chúng ta thấy mô tả đủ mọi thứ ngai này rồi kỳ mục rồi bảy ngọn đuốc này rồi bốn con vật này rồi sáu cánh này đầy những mắt này rồi những con vật ấy kính dâng lên đấng ngự trên ngai rồi 12 24 vị kỳ mục phủ xuống trước mặt đấng ngự trên ngai mà thờ lại người rồi tung hô điều quan trọng là ở chỗ tung hô thánh thánh chí thánh đức chúa thiên chúa toàn năng đấng đã có hiện có và đang đến một lời tuyên xưng thiên chúa là đấng thánh và ngài là đấng hàng hữu có nghĩa là không có khởi đầu không có kết thúc đấng đã có hiện có và đang đến trước bây giờ và sau vẫn chỉ là một mà thôi thiên chúa ấy không phải là một nhân vật lịch sử để chúng ta đọc lại một cái tiểu sử nhân vật ấy rồi bây giờ coi lại nhân vật ấy còn nữa hay không những câu chuyện cổ tích này những nhân vật ấy còn hay không còn hay không mạnh lên còn hay không những câu chuyện lịch sử Napoleon bìa còn hay hết Hitler hết hay còn rồi Trần Hưng Đạo hay Bà Trưng có thật không có thật những nhân vật lịch sử thì phải có thật còn huyền thoại thì là sản phẩm của trí tưởng tượng ta không nói những vật ấy có thật đã có nhưng mà bây giờ không có nữa và có sắp xuất hiện không có sắp xuất hiện không 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 có sẽ có chết rồi lấy đầu mà ra đây mà xuất hiện thì chúng ta thấy là những vật ấy không phải là đã có đang có và sẽ có ngay cả những người sáng lập các tôn giáo đi chăng nữa, Đức Phật thích ca mâu ni có không? Có không? Có đã có bìa còn không? Không mà có sắp xuất hiện nữa không? Không rồi khổng tử rồi lão tử rồi tất cả những vị thần những tôn giáo mà người ta tôn thờ đã có trong lịch sử có những vị ấy bìa còn ơi hết hết và tương lai Có hay không? Không Duy nhất một mình Thiên Chúa Đứng trí thánh Là đứng toàn năng Các người sáng lập các tôn giáo Không ai nói mình là đứng toàn năng Không ai cho mình là đầy quyền năng bao giờ Và cũng chẳng có vị nào mà thực hiện Những phép lạ này, phép lạ kia Chỉ là những người mà khao khát đi tìm kiếm Một chân lý Để giải thoát con người khỏi đau khổ Để đưa con người đến một cõi phúc mà muốn được như vậy giải thoát còi khổ đưa con người đến cõi phúc thì chỉ cho con người cách sống ăn ngay ở lành sống tốt sống thật sống này thế này thế kia chứ không có vị nào mà có ai mà cho người chết sống lại chưa có chưa chưa, chưa. đang lúc sinh thời có không không có ai chữa được người ta khỏi mùa không không, không. câm không. điếc không, không không làm được phép lại gì hết chỉ là những người mà sống tốt sống thật sống đúng rồi suy tư rồi quan sát rồi đưa ra những giáo điều những giáo thuyết giáo lý để giúp cho con người ta theo đó mà sống để mình được trở thành những người có phúc rồi được hưởng hạnh phúc đời đời về cõi niết bàn về nơi cực lạc về chốn bồng lai về nơi tiên cảnh vân vân tất cả đều khao khát tìm kiếm cho mình có được một cuộc sống hạnh phúc đời sau đời này là bể khổ vậy thì làm sao họ đang tìm cái đó thì đạo công giáo của chúng ta là một đạo không phải do con người nghĩ ra mà Thiên Chúa từ trời. Không phải một Thiên Chúa vô hình để cho con người không thấy, nhưng mà Thiên Chúa từ trời sai con của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến nhập thể nhập thế làm người sống giữa chúng ta, rồi chỉ cho ta một con đường để đi đến hạnh phúc đời đời. Hạnh phúc đời đời ấy không phải tự con người có thể đến được, nhưng mà phải tin vào Đấng đã được từ trời sai xuống thì đấng ấy mới có thể đưa con người từ đất mà về trời được. Con người vô phương, tự mình không thể cứu mình được, tự mình không thể đi về cái cõi phúc được. cố gắng ăn ngay ở lành, cố gắng thế này thế kia, nhưng mà tất cả những người ấy phải được một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót cứu vớt hết tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo nhưng mà mình là người Công giáo mình cảm thấy mình có cái phúc cái phúc mình mình được nhận biết đấng ấy còn người ta ta chưa được nhận biết đấng ấy người ta vẫn theo lưng tâm ăn ngay ở làng người ta vẫn theo những giáo thuyết giáo điều những tôn giáo những điều tốt đẹp rồi họ tin họ theo mục đích những người sáng lập tôn giáo ấy cũng chỉ giúp cho con người sống tốt ở đời này để được hưởng hạnh phúc đời sau vậy thì Thiên Chúa của chúng ta đứng đã có đang có và đang đến vẫn là một thiên chúa mà thôi không phải một thiên chúa đã chết như những triết gia vô thần nói thiên chúa đã chết rồi bây giờ sống như thờ không có thiên chúa người ta muốn làm gì thì làm người ta được tự do và cuộc sống không có ý nghĩa nữa vì nếu mà cuộc sống ta chỉ dừng lại ở đời này Chỉ dừng lại ở đời này Ta thấy vậy có khác gì thú vật đâu Khác gì muôn loài đâu Chỉ dừng lại ở đời này thôi Vậy thì nếu như vậy Thì những hy sinh, những cố gắng Những việc lành, việc tốt, việc đẹp ta làm để làm gì Thưa anh chị em Đúng không? Nếu chúng ta chỉ dừng lại đời này Cô cố gắng ăn ngay ở lành để làm gì? Anh chàng này cứ ăn chơi thoải mái đi Chết là hết mà Còn ông kia thì cứ kiếm cho nhiều tiền vào cho nó sướng Cho vợ cho con Mấy vợ rồi? Ông kia Kiếm được mỗi tháng bao nhiêu tiền? 15 triệu. 15 triệu Nghe cũng bảo yếu quá Một vợ 15 triệu <laughs> Nghe yếu quá Ê, Ông ăn nghề lành 15 triệu còn ông đại gia này bao nhiêu? Bao nhiêu tỷ một tháng? Nếu mà chết thì ông muốn vợ hay một vợ ông như nhau thôi Chết là hết Nếu 15 triệu với ông một 2 tỷ cũng như nhau thôi Vậy thì đời này bà kia dạy dột thì bà không kiếm thêm tiền Bà ngồi đó chờ ai Hả Bà chờ ai Hả Không biết gì cả Không, biết gì cả. không biết gì cả Không biết sống để làm gì Không biết sống đi để về đâu Thế thì thưa anh chị em Mình có một thiên chúa đứng hàng sống Và đứng là dựng nên muôn vật và do ý ngài muốn mọi loài liền có và được dựng nên người ta không biết người ta từ đâu đến và người ta không biết ta đi về đâu đó là cái bế tắc của cuộc sống còn mình biết mình là được thiên chúa dựng nên vì ngài đã dựng nên muôn vật và do ý ngài muốn thì mọi loài liền có và được dựng nên do ý ngài muốn thì mọi loài liền có và được dựng nên trả lời cho câu hỏi muôn đời con người ta từ đâu đến và sẽ đi về đâu sách Khải huyền nếu mà đọc cái này mình suy nghĩ mình thấy ố cho ta một chân lý rõ ràng vì chúng ta có một thiên chúa đứng dựng nên ta và có một thiên chúa đứng hàng có đứng đang đến để đưa ta về hưởng hạnh phúc với ngài vậy thì đâu còn gì là bế tắc trong cuộc sống này nữa vậy thì thiên chúa lệnh chúa là thiên chúa chúng con ngài xứng đáng lãnh nhận vinh quang, danh dự và uy quyền. Vinh quang, danh dự và uy quyền dành cho Thiên Chúa. Con người ngày hôm nay ai cũng muốn giành lấy cái đó. Ai cũng muốn giành lấy danh dự, vinh quang và uy quyền. Đúng không? Ai cũng muốn tỏ quyền lực của mình ra. Ai cũng muốn lấy danh của mình để cho người ta biết đến mình vinh quang danh dự và uy quyền đừng quên rằng đó là thuộc về thiên chúa ông có hai tỷ ông hãnh diện ông lấy tiền đã ông chi ông điều khiển mọi loài mọi người và ông bảo rằng đây tôi mới là chúa đây có tiền là chúa danh dự uy quyền và vinh quang vì bây giờ người ta cứ tôn vinh những người có nhiều tiền là được tôn vinh những người có khả năng này, khả năng khác là được tôn vinh linh Như là thần tượng Như là biểu tượng để mình được tôn thờ Mà người ta quên mất rằng là chỉ có một mình Thiên Chúa mới là đấng mà ta tôn thờ mà thôi Không có ai trên trần gian này Ngay cả Đức Thánh Cha đi chăng nữa Ngay cả ông Tổng thống của những nước mà quyền lực nhất thế giới đi chăng nữa cũng không phải là đấng mà tôi tôn thờ cũng không phải là người mà có xứng đáng lãnh nhận vinh quang danh dự và uy quyền. Không, tất cả chúng ta đang sống trong tháng 11 thấy rõ mong manh phận người. Dù có danh dự uy quyền bao nhiêu đi chăng nữa thôi. cuối cùng cũng chết cũng là mớ cho tàn mà thôi. Này, tôi hỏi anh chị em, cho của đức gia hoàng với cho của cái ông ông ông, già mà dịch chuông nhà thờ đó có khác nhau không? Ừ. khác chứ cho của đức thánh cha cơ mà đức, cho nó màu gì màu nâu, màu nâu à cho đức thánh cha màu nâu còn cho ai của ông dịch chuông nhà, nhà thờ màu màu vàng à Cái ông này có cho màu nâu với màu vàng bao giờ cho là cho giống nhau hết hay là cho một ông tổng thống quyền lực nhất thế giới này một ông chủ tịch quyền lực nhất thế giới này cho của ông với cho của một cái anh bảo vệ cùng một bà làm vệ sinh có khác nhau không? Khác nhau không? Cho dù là cái cho ấy đựng vào cái hũ bằng vàng đính kim cương với cái hũ của bố tôi chỉ là cái hũ sành cố tôi cái hũ sành tôi bảo xong là hũ đẹp cho còn đẹp với không đẹp vì người ta hũ thế nào bố tôi hũ như thế đó không khác nhau gì hết Ờ, cha có muốn đặt uh, cố vào cái vị trí trên cao không cứ thứ tự ai vô trước thì lên cao ai đuôi sau thì xuống dưới hay là cứ ngược lại cứ thứ tự không có phải có chỗ còn ngôi uh, nhà hay cốt nhà chờ vô sinh còn thuê còn uh, ưu tiên mặt tiền với không tiền mặt tiền đặt trước là 5 triệu còn bên trong là 3 triệu trong góc kia là một triệu tôi nói cho bố tôi nằm trong góc chị tôi nằm trong góc khỏi cần mặt tiền hay mặt không tiền gì cả chết rồi mà giống nhau hết thì thưa anh chị em vì thế mà khi mình lãnh nhận những gì từ nơi thiên chúa đừng cho rằng đó là vinh quang danh dự và uy quyền xứng mình chúng ta chỉ là những người mà được chúa ban cho người thì 10 nén người năm nén người hai nén mỗi người một khả năng bạn có khả năng gì nói Nói Không biết chú ban cho mình cái khả năng gì N Nén vàng chú trao cho bị hỏi không biết ừ, uhm, Chú bảo mày vừa ơn vừa vừa ơn. Nói ai à, 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 Hỏi bác có bao nhiêu tiền nói nhanh lắm Hỏi chú ban cho khả năng gì Hồi im Nói Hát Anh kia khả năng gì Chú ban cho khả năng gì cái Khả năng dạ là khả năng gì Hả? Nói. gì? Nói, này hát, này nói Còn anh, anh nói người ta còn anh khả năng gì? Lâu okay. nhà Còn bà kia khả năng gì? Bà ngồi khoanh tay kia khả năng gì bà? <cười> Hả? Cái <laughs> gì nói nhiều quá Yêu khả năng nói nhiều quá. khả năng gì? Rồi còn anh? Chùi vệ sinh, Chùi vệ sinh. Còn cái cô ngồi ngủ gà ngủ gật kia múa thương anh chị em và các bạn Mỗi người chú ban cho mình nén vàng là những khả năng Là thời giờ, là sức khỏe, là uh, của cái vân vân Tất cả những cái đó không phải là của ta Mà là của Chúa ban Mình là những người quản lý, những người sử dụng nó mà thôi Đừng có giành lấy danh dự vinh quang và uy quyền đó là của mình Tôi có tiền, tôi có quyền, tôi có khả năng này, tôi có tài nọ, tôi có năng khiếu kia. Rồi hãnh diện được kiêu ngạo cho rằng ta đây bậy hết sức. Chỉ là người được Chúa trao để mà sinh lời thôi. Bạn có dùng cái khả năng ấy để sinh lời hay không? Có nghĩa là để phục vụ người khác và làm vinh danh Chúa hay không? Đó là điều quan trọng. Cho nên tôi ví dụ những đêm diễn nguyện mỗi người có khả năng người thì hát người thì ca người thì đàn người thì múa người thì âm thanh người thì ánh sáng người thì trật tự vân vân mỗi người một khả năng khác nhau đóng góp vào cho đêm diễn nguyện mà chúng ta đang chuẩn bị vào chủ nhật tới 24 tháng 11 với chủ đề là dòng máu anh hùng thì mỗi người một khả năng không ai hãnh diện cho rằng tôi mới làm nên đêm diễn nguyện hay nếu anh bảo anh hát hay gặp cái người âm thanh nó chỉnh giờ anh hát được không không nếu anh bảo anh có khả năng múa hôm đó uh, nó cho ánh sáng tối đen người ta có nhìn thấy gì nữa không không cho nên mỗi người đóng góp cái khả năng của mình vào mục đích là phải làm vinh danh tôn vinh lòng thương xót chúa và đem lại lợi ích cho các linh hồn người ta coi người ta nghe người ta xem người ta thấy được người ta cảm nhận được lòng thương xót Chúa đó mới là điều quan trọng. Xin Chúa cho mỗi người đừng đem nén vàng đâu mà trôn giấu đi. Có những người hát hay không chịu ra đóng góp, có người đàn giỏi không chịu ra chia sẻ, chỉ thích ngồi đó phê bình, chỉ trích thì hay lắm. Đàn vậy mà cũng đàn, hát vậy mà cũng hát, Ê, nhạc vậy mà cũng nhạc. Tôi nói chúng tôi có khả năng bao nhiêu, chúng tôi làm bấy nhiêu. Chúng tôi chỉ còn có mỗi hai nén, chú cho có hai nén làm được vậy à? Nếu anh có năm nén, nếu chỉ có mười nén hát hay đàn giỏi tại sao không ra đóng góp và ngồi đó phê bình ngồi đó chỉ trích chúng tôi cũng cố gắng lắm nhưng mà chúa cho có hai nén làm sao bây giờ ai chẳng muốn hát hay ai chẳng muốn múa dẻo ai chẳng muốn nói trôi uh, chảy nhưng mà chúa cho khả năng cứ đó thôi thì chúng tôi làm hết sức của mình và hãy nhớ một điều là chúa ban thưởng như chúa nói với Fostina không bởi thành quả kết quả những việc mà ta làm mà bởi những cố gắng, những hy sinh, những nỗ lực và những vất vả của chúng ta trong khi làm vì tình yêu thương, ngay khi làm ta đã được thưởng công rồi. Mời em và các bạn mở kinh nguyện lòng thưa xót Chúa trang 9 cùng đọc bình rực lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh, con kinh mên Chúa trên hết mọi sự cùng ước ao chịu lấy chua trong linh hồn con song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu chua cho thật được thì xin chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy chẳng khác gì như chúa đã ngự vào thật thì con xin ấp lấy cùng hợp làm một cùng chúa cho chọn xin chúa chơi để cho con lìa bo chúa bao giờ amen Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. trên mọi người. Xin dâng cho mẹ chọn niềm tin phó thác cho mẹ. Xin dâng cho mẹ chọn tình con nên yêu mẹ. cho mẹ chọn niềm tin phó thác cho mẹ xin dâng cho mẹ chọn tình con nên yêu mẹ